Quang Lê, Phi Thanh Vân, Mr. Đàm làm náo loạn showbiz vì phát ngôn. Sao Việt có rất nhiều phát ngôn đáng nhớ trong tuần qua. Điểm lại phát ngôn giật tanh tách của Sao Việt, Phi Thanh Vân, Linh Chi, Quang Lê, Nam Trung và Đàm Vĩnh Hưng. Phi Thanh Vân. Mới đây, Phi Thanh Vân đã thực hiện ca đại phẫu, sửa lại cả 3 vòng cơ thể. Người đẹp chia sẻ rằng lý do cô quyết định dao kéo sửa lại toàn bộ cơ thể vì sau khi sinh con, vòng 1 và vòng 2 của cô xuống cấp rõ rệt. Ngoài ra, nữ diễn viên luôn ao ước có vòng 3 thật nở nang vì cô tin người phụ nữ cũng như một căn nhà cần có dáng nở hậu mới tốt. Việc phẫu thuật độ mông của tôi khá phức tạp. Đáng lẽ tôi buộc phải nằm sấp khi mổ vì bác sĩ phải tách vòng 3 của tôi ra để đặt túi nước biển vào. Tôi đã đặt bác sĩ là một size túi rất lớn vì muốn trở thành siêu vòng 3 của Việt Nam. Tôi luôn ao ước là bà mẹ đơn thân có số đo 3 vòng hoàn hảo. Do đã phẫu thuật bụng và ngực nên tôi không thể nằm sấp mà phải nằm ngửa khi độ mông. Tôi dùng một chiếc gói ôm hình chữ U dành cho các mẹ bầu để đặt mông lọt vào giữa gói. Phần lưng và cổ tôi cũng được kê gối để đảm bảo xương sống vẫn thẳng khi phẫu thuật. Tôi đã phải nằm như thế trong suốt cuộc mổ và tiếp tục nằm vậy trong thời gian hơn 1 tháng sau phẫu thuật để vết mổ hồi phục hoàn toàn. Phi Thanh Vân kể chi tiết về việc giải phẫu, túp lại ngực, eo và mông. Linh Chi. Mới đây, Á hậu Linh Chi đã viết một dòng trạng thái ngắn gửi đến các em anti-fan của mình. Cô khẳng định bản thân không quan tâm tới các bình luận chửi bới tiêu cực về mình, bởi thời gian đó cô còn bận rộn với công việc. Các em nhìn mặt chị đây, có giống đang quan tâm không? Giờ chị phải dậy đi từ thiện, xong về đi tập thể dục rồi đi chụp hình, sau đó đi spa nữa. Nhiệm vụ của chị chỉ việc đẹp, còn lại trời cao đã có tự an bài. Quang Lê. Nam ca sĩ Quang Lê gây sốc cho người hâm mộ khi tiết lộ việc đã chia tay nữ diễn viên nóng bỏng Thanh Bi từ 4 tháng trước, tức là trước khi phim Người phán xử lên sóng. Tuy nhiên với công chúng, 4 tháng trước lại là thời điểm họ mới biết tin Quang Lê và Thanh Bi là một cặp. Cũng như nói trùng với thời gian hai người thường xuyên chia sẻ những bức hình tình tứ bên nhau. Giải thích cho điều này, Quang Lê phát ngôn gây sốc rằng tuy đã chia tay nhưng cả hai còn độc thân thì vẫn có thể gặp gỡ, thậm chí là ngủ chung giường và điều này là hoàn toàn bình thường. Sau này chúng tôi vẫn là bạn bè, vẫn giữ tình cảm sâu sắc nên không có gì phải buồn bã, khi gặp nhau vẫn có thể ngủ với nhau. Đàm Vĩnh Hưng. Chiều 26 tháng 7, Đàm Vĩnh Hưng đã có buổi gặp gỡ báo chí cho live show Saigon Bolero của mình. Trong buổi họp báo, Mr. Đàm chia sẻ rằng live show này của anh có sự góp mặt của rất nhiều người em thân thiết, nhưng thiếu Hà Hồ, bởi anh cho rằng Hà Hồ không phải là ca sĩ thuần chất Bolero nên không phù hợp với tính chất của đêm nhạc. Khi được hỏi chuyện nếu Cường Đô La và Hà Hồ tái hợp, Mr. Đàm chia sẻ, nếu đó là sự thật chắc chắn là một tin gây chấn động và tôi cũng rất vui mừng. Khi được hỏi chứng kiến những người đàn ông đã tới bên Hà, anh đánh giá như thế nào? Mr. Đàm chia sẻ, tôi thấy người đàn ông hợp để làm bạn lâu dài nhất với Hà là Cường, còn người đàn ông si mê Hà nhất chính là Khoa. Đi nhờ xe giữa đường, cụ bà U60 xuất chiêu lừa tiền ma mảnh khiến cộng đồng mạng ra sức cảnh báo nhau. Xin ngồi nhờ xe đi được một đoạn, bà cụ tỏ ý muốn mượn tiền vào mua thuốc, lát về qua nhà rồi trả. Thế nhưng khi cầm được tiền thì bà chùn thẳng, hai túi đồ bà để lại chỉ toàn là rác. Cuốn lừa ngoạn mục của cụ bà tuổi 60. Chia sẻ sự việc mà chính mình là nạn nhân, bạn Nguyễn Vi, 18 tuổi, trung học phổ thông Bùi Thị Xuân, Đà Lạt, kể lại sự việc trên trang Facebook cá nhân của mình. Sáng nay em đi siêu thị mua đồ xong, chạy xe máy ra khỏi bãi giữ xe gần công viên Trà Xin, Đà Lạt, thì gặp một người phụ nữ tầm 55-60 tuổi, cao khoảng 1m50, đeo khẩu trang kính cận, mặc áo măng tô xám, đội sẵn mũ bảo hiểm và xin đi nhờ xe về nhà ở Phan Đình Phùng vì xách đồ rất nặng. Vì ít gặp người xấu ở Đà Lạt, mặt bà cụ cũng khổ sở nên em không cảnh giác cho đi cùng luôn mà không chút nghi ngờ. Bà xách túi đồ lên trước ba ga rồi leo lên phía sau xe máy của em ngồi. Khi đi đến chợ thì bà ngỏ ý muốn xuống mua một ít rau rồi về, em cũng thoải mái thời gian nên đồng ý, vui vẻ chở bà vào chợ. Một lúc sau bà ta quay lại, tay cầm một bịch ni lông màu đen và cũng bỏ lên xe, bà hỏi em còn tiền không cho bà mượn để mua thuốc. Vì tiện đường đi chợ muốn mua luôn, chứ nhà xa chợ, lát quay trở lại không có ai chở, bà hứa về nhà sẽ trả rồi cho thêm 50.000 đồng. Thấy bà cũng giống người ốm thật nên em đưa cho bà 250.000 đồng. Bảo bà cầm vào mua thuốc, lát về trả sau cũng được. Theo Vi chia sẻ, bà cụ lại quay vào chợ, nhưng rồi 1 tiếng đồng hồ vẫn không thấy ra, nghi ngờ. Phi mở hai bịch đồ bà bỏ lại trên xe thì chỉ toàn rác. Chỉ khi mở hai cái túi màu đen bà ta để lại thì em mới biết mình bị lừa. Số tiền đó đối với em cũng không phải là lớn, nhưng điều em buồn nhất là trước đến giờ sống ở Đà Lạt bình yên, chẳng bao giờ gặp kẻ xấu, chỉ toàn gặp người thân thiện mến khách. Vậy mà Vì thất vọng nói, rất nhiều người từng là nạn nhân. Để cảnh giác mọi người, Phi lấy một số tấm ảnh đã chụp về cụ bà này rồi đăng lên mạng xã hội cho mọi người biết thủ đoạn lừa đảo mà đối phó, tránh xa mỗi khi ra đường, có người lạ đi nhờ xe. Lời cảnh giác của Vi thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Qua hàng trăm lời bình luận, Vi cũng như cộng đồng mạng không ngờ đã có rất nhiều người là nạn nhân của người phụ nữ trên. Bằng thủ đoạn tương tự, bà ta đã lừa đảo rất nhiều người. Facebook, em Sơn bình luận, bà này ở đâu? Bà bữa cũng lừa mình 200.000 đồng, bắt được dắt lên công an liền. Mình cũng bị một lần đúng bà này lừa, mình gặp bà ở đường Nguyễn Công Chứ. Bà kêu thiếu tiền mua thuốc, lát cô trả lại con, mà trong túi chỉ còn 500.000 đồng. Mình không nghĩ ngợi đưa luôn cho bà nói là chờ chút, tí cô sẽ trả cho con liền. Mình ngồi một tiếng không thấy ra, sốt ruột đi vào hẻm mới biết hẻm đó thông ra con đường cái. Bài học luôn, giờ ai xin nhờ xe không dám nữa. Facebook Phạm Tuấn bình luận, cũng không ít người bức xúc cho rằng phải hành động vì việc làm của người phụ nữ trên đã làm mất lòng tin ở con người, làm ảnh hưởng đến hình ảnh con người Đà Lạt. Bởi vậy cần xử lý nghiêm những kẻ lừa đảo. Tôi nghĩ chúng ta nên làm gì đó chứ không nên để cho bà ta hành ngang dọc mãi như thế này được. Đúng là bà ta lừa không đáng bao nhiêu tiền, nhưng nhiều người bị lừa thì số tiền sẽ rất lớn. Chính những người như bà ta làm ảnh hưởng đến hình ảnh người Đà Lạt cũng như lòng tin của mọi người. Facebook Ngọc Sơn bình luận. Kiếm được tiền tỷ, đến lúc đám cưới Khởi My Ngọc Lan chỉ đeo ngừng này vàng, riêng Vân Trang lại một kiểu. Không cần đeo vòng vàng như truyền thống, Vân Trang muốn đám cưới của mình là 102 và kết quả thì ai cũng phải gật đầu khen ngợi. Trong ngày cưới, việc người thân trao tặng vàng cho cô dâu chú rể không chỉ là một phong tục đơn giản nữa mà còn thể hiện điều kiện kinh tế của gia đình. Thế nhưng, nhiều sao Việt kiếm được tiền tỷ nhưng đến ngày cưới cũng chỉ có vài chiếc vòng vàng nhỏ đeo trên người. Chưa tính đến giá trị của mỗi chiếc vòng vàng đó, nhưng các sao Việt vẫn được coi là giản dị hơn hẳn những đám cưới rình rang khác. Lễ ăn hội của Khởi My và Kevin Khánh đã diễn ra khá lâu, nhưng người hâm mộ vẫn luôn mong ngóng ngày kết hôn của cả hai. Đặc biệt trong ngày đính hôn, Khởi My được trao trước nhiều của hồi môn. Không đeo vàng đầy ắp như những đám cưới của đại gia, Khởi My chỉ có vòng cổ và vòng tay bằng vàng được hai mẹ trao tận tay lên người. Ngọc Lan thì tinh tế hơn một chút khi được dùng dây chuyền vàng được chạm khắc tinh xảo. Không cần đeo quá nhiều trang sức, Ngọc Lan trông vẫn xinh đẹp và thanh lịch. Vợ hai của Lam Trường cũng về nhà chồng với hành trang đơn giản nhưng giá trị lại cực lớn. Bà xã Tuấn Hưng cũng chỉ khiêm tốn với một chiếc kiềng vàng trên cổ. Đám cưới của cầu thủ Công Vinh và nữ ca sĩ Thủy Tiên đầu năm 2015 cũng gây sốt. Bộ đồ trang sức của hai vợ chồng dù đơn giản nhưng chỉ cần xem giá cũng đã choáng. Được biết chiếc nhẫn có giá 50.000 đô, hơn 1 tỷ đồng. Tiệc cưới của nữ ca sĩ Trà My Idol và thiếu gia người Việt gốc Hoa cũng từng gây xôn xao. Của hồi môn nhìn khá ít nhưng riêng tổ chức đám cưới đã ngốn của gia đình Trà My gần 20 tỷ. Nhật Kim Anh cũng gia nhập hội chị em thanh lịch chứ không thích đắp vàng lên người. Loạt sao Việt mới chỉ dám đeo vòng vàng nhỏ, còn Vân Trang lại tiếp tục khiến người xem bội phục về khoản chịu chơi. Thay vì vòng vàng như bình thường, Vân Trang lại dùng vương miện. Chỉ cần nhìn chiếc vương miện nặng trĩu trên đầu Vân Trang cũng đủ biết giá trị của nó lớn như thế nào. Loạt thiệp cưới của sao Việt, người đầu tư lung linh, người giản dị bất ngờ. Nhiều chiếc thiệp cưới được các nghệ sĩ đầu tư rất độc đáo, nhưng cùng có thiệp cưới đi theo phong cách nhã nhặn và đơn giản. Mới đây, chiếc thiệp thông báo ngày trọng đại của Lê Phương đã được lan truyền trên mạng xã hội. Đây là lần Lê Phương tái hôn sau sự đổ vỡ của cuộc hôn nhân thứ nhất với Quách Ngọc Ngoan. Tấm thiệp mời này khá đơn giản với tông màu chủ đạo trắng và tím và hai chữ cái đầu tiên của tên chủ nhân bữa tiệc phía bên ngoài. Tấm thiệp với chủ đạo là màu trắng tím, được biết màu tím là màu Lê Phương rất yêu thích. Sau vài ngày thông báo kết hôn, ảnh cưới của Lê Phương Trung Kiên đã được bật mí. Kể từ khi yêu Trung Kiên, Lê Phương ngày càng xinh đẹp và có thêm người bạn đồng hành với cô trên bước đường nghệ thuật. Đầu năm 2015, diễn viên Kim Khánh chính thức lên xe hoa và tấm thiệp cưới khi công bố nhận được sự thu hút của đông đảo khán giả. Ngân Khánh gọi đám cưới của mình là vở nhạc Đêm Phương Đông, là siêu phẩm tình ái và diễm lệ. Thiệp không chỉ thông báo ngày giờ tổ chức đám cưới mà còn là một tờ báo nho nhỏ tổng hợp lại những bài viết về Ngân Khánh. Diễn viên Đinh Ngọc Diệp, đạo diễn Victor Vũ cũng từng gây bất ngờ không chỉ ở thông tin kết hôn mà ngay cả thiệp cưới của họ cũng khiến nhiều người ngỡ ngàng vì nét độc đáo. Cặp đôi khiến khách mời thích thú khi thiết kế tấm thiệp nhìn bên ngoài giống như những quyển truyện tranh cổ của châu Âu, mà khi mở ra hình ảnh cô dâu chú rể lộ diện. Thiệp cưới của Nhật Kim Anh được thiết kế dưới hình thức một tấm sớ ngày xưa cuộn tròn lại, bên trong là thông tin về thiệp cưới. Thiệp mời của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chỉ mang tính cây nhà lá vườn khi anh in nội dung thiệp lên bìa đĩa CD, thu sẵn các ca khúc do mình sáng tác. Tấm thiệp mời của ca sĩ Phạm Quỳnh Anh, đạo diễn Quang Huy mang màu sắc cổ điển, được thiết kế theo dạng bưu thiếp khá độc đáo. Thiệp cưới của cặp đôi Trấn Thành Harry Won được thiết kế khá công phu, với phía bìa thiệp là hình ảnh cửa có gắn ảnh hai nhân vật chính. Chỉ 300 khách mời được nhận tấm thiệp của vợ chồng Trấn Thành. Đây là một trong số ít thiệp cưới được liệt kê vào danh sách thiệp cưới ấn tượng của các nghệ sĩ Việt.